Chào các bạn, mình là Kelvin và trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đôi điều về cơn bão Goni đang hoành hành tại Philippines. Đây được đánh giá là siêu bão mạnh nhất năm 2020 trên toàn thế giới. Vậy, với sự đánh giá như vậy, chúng ta có thể nhận biết được rằng là nó là một cơn bão rất nguy hiểm, đúng không nào? Và sau khi tàn phá ở Philippines thì nó cũng sẽ đến Việt Nam, nên là mình cũng rất quan tâm về cơn bão này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem tình hình bão lũ ở Philippines là như thế nào nhé. Đây là quang cảnh thành phố Makati, nơi mình đang sống. Khoảng vài giờ trước cơn bão, mọi thứ đang trở nên âm u và có mưa nhẹ. Khá là ít phương tiện di chuyển. Một phần là bởi vì hôm nay là chủ nhật nên là mọi người cũng nghỉ ở nhà. Đó, các bạn thấy phía xa xa kia là trung tâm mua sắm Green Bell, rất là gần thôi. Và phía trước mặt của mình là tòa tháp PPCom, tòa tháp rất là cao. Và các khu vực khá là nổi tiếng ở Makati như là ACBC này và đại lộ Ayala. Lúc này thì cơn bão đã gần đất liền hơn rất là nhiều và mạnh hơn bao giờ hết. Đây là cơn bão được dự báo là mạnh nhất năm 2020 trên toàn thế giới. Các bạn có thể thấy là sức phá hủy của nó rất là khủng khiếp. Với loại thời tiết này thì mọi người nên ở trong nhà và không nên đi ra ngoài đường, bởi vì sức gió rất là lớn. Moments later. Tiết như thế này thì mình nghĩ là chúng ta nên ở nhà và hạn chế ra ngoài. Có thể là thưởng thức một bữa ăn nào đó với bạn bè của mình chẳng hạn, hoặc đơn giản là ngủ thôi, hạn chế ra ngoài đường.
Bởi vì sức gió bây giờ đang rất là mạnh và mưa bão thì có những sự nguy hiểm tiềm tàng nhỉ. Lũ lụt này, đó, rất là nhiều sự nguy hiểm rình rập. Cá nhân mình thì ngày hôm nay cũng đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn để dự trữ và vừa hay nó là ngày nghỉ cho nên rất là tiện. Mình chỉ ở nhà và quan sát cơn bão qua cái phần mềm thôi, đó, phần mềm dự báo bão. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là hôm nay mình đã chuẩn bị được những gì nhiều nhé. Lúc này thì người giao hàng đã đến và mình sẽ đi xuống dưới và lấy đồ ăn. Let's go. Chia sẻ các bạn chút, đây là nơi mình đang sống. Đó. Đấy, rất là nhiều phòng và nó vẫn còn đang trống, chưa có người ở. Mình đã lấy được đồ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi về nhà và nấu thôi. Rất là nhiều luôn. Đó, các bạn thấy là mình đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn ở đây. Như ở đây là có bột ớt này, vì hôm nay mình sẽ làm lẩu cay. Đây là đĩa gia vị, rất là nhiều gia vị. Ớt, tỏi, hành, tiêu, rồi là nước mắm các thứ. Đây là các món như là lòng này, dạ xách này. Đó. Bên này chúng ta có nấm, củ đậu, khoai tây, ngô, tiết và rất nhiều đồ khác, nấm kim châm này. Bên này chúng ta có ốc heo này và lòng non. Đây là đĩa thịt rất là tươi. Phía này là tôm và cá và bạch tuộc. Ở đây có cả dưa hấu để tráng miệng nữa và rất nhiều rau. Mình sẽ cố gắng hoàn thành hết chỗ này vì hôm nay chỉ có một mình thôi. Đó, rất là nhiều, các bạn thấy là đầy bàn luôn mà cực kỳ rẻ nhá. Hôm nay vừa mua nhà này lần đầu tiên luôn. Rất may là mình không gần tâm bão nên là cái sự ảnh hưởng nó cũng không rõ rệt cho lắm. Và ngày hôm nay vừa hay là ngày nghỉ của mình nên là mình chỉ ở nhà và tận hưởng ngày nghỉ thôi, không đi ra ngoài để tránh mưa bão đó. Và trong vòng 2 năm ở đây thì mình cũng chưa trải qua cơn bão nào thực sự mạnh. Có lẽ một phần là mình ở xa tâm bão, và phần thứ hai là mình ở trong nhà cao tầng nó kiên cố nên là cũng không cảm nhận được cái sự phá hủy của nó. Các bạn trong mùa mưa bão chúng ta ra ngoài nên chú ý nhiều hơn.